Hello, xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Hôm nay mình sẽ chơi Gu Trang. Và cái bạn Madam này thì hồi nãy mình cũng vừa chơi ở bên cái map gì nhỉ? Làng ven hồ. Thì mình cũng vừa gặp bạn này xong, kiểu có duyên gặp lại sao ấy. Và bạn này chơi Madam rất là hay. Hồi nãy mình vừa gặp xong, gương kiểu sinh ra là để chơi Madam ấy. Mình mới vào bôm bốp được đứa thì bạn này bạn đã cho mấy người khác gọi là đau đớn tâm hồn. À không, nhầm, đau đớn về thể xác. Chứ tâm hồn thì chắc là chưa đến mức đến vậy đâu. Yeah. Mấy ngày nay thì rất là bấn loạn bởi vì cái bộ skin mới, cái bộ trang phục mới của Gu Trang sẽ được bán vào cuối tháng này. Và các bạn thấy không? Nó có tóc nè, rồi mặc quần lửng lửng đến đầu gối, nhìn nó rất là lạ luôn. Tóc thì kiểu ngang ngang tai theo cái kiểu style ngày xưa ấy. Hài không chịu được luôn, nhưng mà skin thì nó cũng phải thay đổi cái phong cách đi chứ, nó cũng một màu hoài đâu ra nó cũng chán. Cho nên là mình thấy cái bộ đó nó cũng khá là đặc biệt, nó không đến nỗi xấu lắm. Đẹp quá trời. Rồi, ăn hôi anh cao bồi nha. Đấy, các bạn thấy không? Chưa gì đã vô rồi, cao bồi 2 hit rồi. Đi chơi mà có đồng đội bạc nơ mà kiểu sinh ra vip vip thế này thì dĩ nhiên là mình cũng khá là được nhờ. Rồi, mình sang kia phụ Madam, rồi lát nữa thì sẽ đi tele về để mà cam. Ôi, ở đây đông nhỉ. Này, kẻ thù nguy hiểm thứ hai sau bác sĩ đây. Ủa, mỹ nhân là mình cứ nhìn ra chủ tế là sao trời. Cứ tưởng cái bộ bất hạnh cơ. Nhìn cái màu cái đầm đầm, cái xòe xòe đó nhìn giống thật. Đấy, ui dồi, vừa mới nói xong. Ăn hôi. Hôm nay là mình chỉ có đi ăn hôi thôi. Bởi vì có bạc nơ bảo kê mà. Nhàn lắm. Ok, mình qua đây. Rồi, bay sang ga 1 để chặn đầu nó. Nhỡ nó có lên tàu á mọi người. Chơi nhiều khi mà cũng phải châm. Mình cũng phải chặn đường trước không là nó tranh thủ. Đây, 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 đây này. Cái bộ trang phục này thì các bạn cũng đã nhìn rất là nhiều clip rồi. Rất là xịn luôn đúng không? Rồi, mời anh yêu lên lên đĩa, lên sóng. Cao bồi mà tính ra chơi cái map này, nếu mà chơi hay là cũng hơi mệt đấy nha. Trời ơi, bắt được một đứa đâu phải dễ đâu mọi người. Mà hở tí nó móc được, hở tí nó móc được thì cũng rất là khó chịu luôn. Một thanh niên. À, hay nhờ. Một pha cú lừa. À rồi rồi, không body block được. Một bạn lên bảng đếm số. Chúc bạn chơi một trận mới vui vẻ. Ngày hôm nay là ngày đầu tuần, mình cũng chúc các bạn có một ngày đầu tuần thật là vui vẻ. Biết chúc vậy thôi, chứ giờ thì những bạn nào đang chuẩn bị đi thi đại học thì chuẩn bị tinh thần thôi. Còn thi lên cấp 3 thì cũng xong xuôi hết rồi. Rồi, tới. Ui, ai bắn súng mình vậy? Ủa, đâu rồi? Hai đứa đi loạn xì ngầu ăn quả súng xong nhìn đúng ngu luôn. Chối. Bay vào nhai luôn quả súng. Vip của mọi người. Rồi rồi. Cần thiết thì mình sẽ tè lè luôn. Ui giời ơi, bà thím. Nhiều khi đứng mà cứ phải chờ, nhảy cửa sổ xuống ăn bốp liền luôn. Ngày hôm nay là một ngày học cũng khá là dài. Mình cũng hơi quạo bởi vì tuần vừa rồi có cái deadline làm PowerPoint, nhưng mà chán mọi người, làm việc nhóm nhưng mà không có một cái tính gì hết trơn. Giống như là đổ hết trách nhiệm lên, muốn ai muốn làm chả quan tâm. Cho đến khi mà mình làm xong xuôi hết rồi, mình gửi bài vô để
tham khảo đánh giá nhận xét, có gì sai có thể chỉnh sửa, ví dụ lỗi chữ các thứ ấy, nhưng mà không ai care luôn, chán. Ủa mình cũng chưa full hiện diện nữa, trời ơi. Xong. Cái bạn sáng đi tối về mà đi luôn không về này là cái bạn này nãy giờ cũng cứu ca bồi ấy. Mà có body block được ai đâu, cái dù mình nó kiểu nó hack rồi. Đây, chị gái tới. Ghê thiệt, Đức Hoa. Cái chị đi luôn không về này lúc nào cũng vậy này. Đi ra kia chơi rồi tự heal đi. Rồi, mời cô em lên thớt nha. Đá thì mình cũng đã chuẩn bị rồi. Đó. Vừa rồi thì cũng ra cái Buster anh Jack nhìn. Trời ơi, xịn xỉu luôn mọi người ạ. Xong rồi cuối cùng là bán Only Echo. Ổn, rất là ổn luôn. Mà mình thấy cái chữ Siri. Đó, cái Siri các bạn thấy không, nghe là thấy dài tập rồi. Giống cái bộ phim The Walking Dead. Mình xem thì cũng không biết là chưa xem hết, nhưng mà cũng không biết là nó có tập cuối chưa nữa. Tự nhiên là đang đùng đùng đấu tranh trốn thoát khỏi zombie, xong cái sau này nổi lên cao trào, xong chiếm lãnh thổ các thứ, làm lãnh đạo, làm leader. Thấy mệt mỏi. Ui dồi, Đức Hoa. Tới nè bạn ơi. Chưa gì thấy bốn người ra đi là ngon rồi. Dù mình thả hơi dơ. Chết đi. Ui nước hoa ghê đấy nhở. Bực thật luôn á. Ui ai thả cũng xình ở đây. Thôi mình giết tạm cho bạn đi luôn không về này. Ai chào, không được rồi. Mấy bà kia chắc sang bên nhà nhỏ thả hầm hay gì á. Thấy nãy giờ bu hết cả mấy đứa chạy sang bên đấy luôn. Nè nè, ăn tẹt rô này. Biết ngay. Nói chung là dạng đen hay dạng trắng thì nó cũng sẽ có những cái ưu điểm, nhược điểm khác nhau. Nhưng mà cá nhân mình thì mình thích dạng đen hơn, nó phá ván nhanh. Ok, hai lọ thuốc luôn. Mới đủ tiền mua một à. Rầu ghê. Trời ơi. Không có ai ở đây à? Không nghe tai. Sợ cứu bác sĩ. Không có người rồi. Ca mỹ nhân. Cái hầm. Ôi nó mở hầm rồi. Trời ơi. À. Bạn binh muộn quá rồi, mình cũng không qua kịp. Ui giời. Ui, đống xình luôn. Ba chị. Ba nó đi nhảy xuống hầm nhìn buồn cười thật sự luôn đấy. Má ơi. Không ngờ là nó mở hầm bên đấy, mình cứ tưởng là nó sửa máy ở bên lều thứ. Và các bạn đừng chuyển kênh nhá, mình sẽ làm thêm một trận đấu nữa cho tất cả các bạn cùng xem. Ba cô bóng kia ghê quá. Ngày nay thì mình cũng đang học online đây. Và nghỉ được tầm khoảng 1 tiếng. Học đến tầm 11 rưỡi xong đó. Xong cuối cùng là 12 rưỡi bắt đầu học cái môn đó, môn thuyết trình. Trận đấu này thì mình chơi 4-1 thôi. Hết thời gian rồi, hết giờ rồi. Úi dồi, chị Emma. Đấy các bạn thấy dạng đen không? Sướng không mọi người? Đạp kiện ván đúng mạnh mẽ luôn. Giờ. Thật ra thì nhiều khi chơi mấy cái nhân vật này mà đuổi hương sư đồ, mình thấy nó cũng khá là ok mà cũng hơi bực. Bởi vì là kiểu mỗi lần đánh xong là mấy bà thím cứ giật Đức Hoa về. Nhưng mà được cái đuổi hương sư mà được 5 máu thì dĩ nhiên là các bạn sẽ được full hiện diện. Nó đã mọi người ơi. Cam ghế, đuổi được một đứa mà cam ghế như thế khá là ngon, bởi vì mình full hiện diện rồi. Đi ra kia chơi. Đi ra kia chơi nhanh. Rất là lì nhá.
Tốc biến giờ rồi, buồn ghê luôn. Rồi, đi về cam thợ vườn. Sự nguy hiểm của cái cô thợ vườn này, mãi mới giết được con đứa mà để tụi nó cứu được cũng hơi tiếc. Không biết đến bao giờ đến cuối tháng mong đến ghê, mua skin vũ trang mọi người. Nó rất là đã. Nhảy qua, ừ đúng rồi đó, chiến thắng rồi đó. Nhảy qua cửa sổ là chiến thắng rồi. Trận này buồn cười. Vừa có hương sư mà có mỹ nhân. Ví dụ như là mình cũng có thể là lên, các bạn thấy những người như thế này, các bạn có thể lên cái nhánh chị thương chậm ấy. Mà thích nhất là vẫn chơi hề mọi người. Trời ơi, cầm cái tên lửa đi phả cho nó sướng. Có vẻ tù nhân khá là nhanh tay, bởi vì chuồn trước khi mà mình dí. Rồi chạy đi đâu? Có điện chưa? Ui, đánh đúng xa luôn. Rồi lên thớt. Khiếp, dãi ghê thế nhở. Ở bên Trung ấy, không, mình không biết sao, mình xem cái nhân vật Naed thì mình thấy cái nhân vật này cứ xách bóng survival là sẽ bị ngược. Thay vì chổng đít lên màn hình thì các bạn sẽ thấy là họ sẽ quay mặt về màn hình. Cũng không rõ lắm về cái vấn đề này, nhưng mà mình cũng chưa thử. Thấy là không biết là do cái bộ nhân trang phục hay bộ cái nhân vật, hoặc là thay đổi luôn tất cả mọi thứ trong Hunter rồi, mình cũng không rõ về vấn đề này lắm. Nhưng mà nhìn ngược ngược vậy thì nó cũng khá là vui, nhìn nó lạ ấy, chứ nó không có phải cơ bản giống là những cái như cũ nữa. Chị Hương Sư, chị tính cứu hay gì? Ui giời ơi, xịt tức hoa luôn. À có người đi cứu à? Cú lừa hay gì vậy trời? Cú lừa. Ui xong. Hết sọ xong người tới luôn. Cả điện thế này. Không chịu lên. Lì thật đấy. Hồi đòn này. Rồi cô này nữa chắc tôi tốc biến luôn hay gì đây. Này đâu. Ui. Xong. Cô mỹ nhân. Bây giờ thì mấy bạn đang nghỉ hè đúng không? Có nghỉ không? Nhắn tin cho mình biết. Tại vì là nhiều khi mình trải qua rồi. Thiệt. Cũng đang tính đợt dịch này, nếu mà cũng mong nó hết sớm đi để còn đi ăn Kichi Kichi. Nọ thèm quá trời thèm luôn. Xong rồi mình cũng inbox cho cái fanpage Kichi Kichi ở gần khu mình ở, khu gần trường. Họ nói đóng rồi. Bất kể cả trên trung tâm thương mại, những cái quán ăn nào cũng đóng hết trơn. Mà trong khi những cái quán dịch vụ tập trong siêu thị ấy, những cái bán chủ yếu phẩm các thứ thì họ vẫn mở bán bình thường, mình cũng không hiểu. Đấy, coi chừng hút hồn được nè. Ôi, cái dù bay lố rồi. Không thì bạn này ăn full combo của mình luôn. Không kịp rồi, hết chuông, hết choáng rồi. À, không khéo rồi, ăn. Ăn sọ tím luôn. Biết ngay mà, mình nó có sai đâu. Xí thức hoa làm gì vậy? Ôi, sao né hay thế nhờ. Né hai lần thôi, đừng có đến lần thứ ba. Hello. Trời ơi, khéo khéo, ăn thêm quả sọ nữa này. Biết ngay mà, ba sọ rồi kìa. Nó đâu rồi? Đâu rồi? Má, nó giật sọ xong cái đầu hàng, coi nó có mất hết không cái chứ. Trời ơi, thấy mà tức dùm luôn á. Và có lẽ là mình cũng sẽ kết thúc video clip đây nha. Nếu bạn thích thì đừng quên ủng hộ channel của mình. Hẹn gặp lại các bạn vào video lần sau nha. Bye bye.